Hello anh em đã quay lại video tiếp theo của LMC nha. Mày có cầm mẹ cái mồm mày đi không? Mới 2 hôm mà anh em đã like cho tôi lên 4k. Hết cứu thật à? Thì ở clip trước tôi có hỏi anh em một câu hỏi là trận đó tôi bắn được bao nhiêu kill không hết sọt. Thì có rất nhiều anh em trả lời sai luôn. Tôi đã nói với anh em rồi, xem hết clip chứ anh em đừng có xem tua, đừng có xem bình luận của người khác. Ok, bây giờ tôi sẽ đi vào trao giải cho anh em luôn nha. Chưa kịp đọc bình luận gì hết mà đã thấy 8 kill là thấy sai bét rồi. Thì ok, đây là ba bạn may mắn và trả lời chính xác nhất của ngày hôm nay nha anh em ơi. Adu LMC Gamer, anh đâu? Để cho em nói gì? Ôi, mày là ai vậy mày? Cái thằng kia sao mày phát kê tên tao? Mày phát kê tên tao mà. Tao real, mày phát kê, coi con bot. Mày nó phát kê mình, mẹ nó còn bảo mình bot nữa. Tao nói mày bot đây, giỡn mày solo, thằng nào thương nó là phát kê. Mày dám chơi không? Lại solo. Mày phát kê tên tao mà mày làm như kiểu mày real vậy mày. Ok, và bây giờ tôi sẽ solo với thằng này nha anh em. Bây giờ tôi mà thua thằng này là tôi là phát kê, mà nó mà thắng tôi nó là riu á riu. Ủa mà cái kèo này tôi có lợi ích gì không ta? Mà vãi trưởng thật đấy chứ. Ok, và hôm nay tôi cũng sẽ tạo cho anh em một cái mini game nữa nha. Trận đấu này thằng bên kia nó bắn tôi bao nhiêu kill hết sọt thì anh em nhớ bình luận xuống ở đây, và anh em nhớ là phải kèm ID. Anh em nhớ là xem hết clip chứ anh em đừng có xem bình luận của người khác rồi anh em bình luận theo. Thường thường mấy người bình luận theo toàn là mấy thằng sai sai thôi anh em à. Nào, mày lo ở đây, mày lo ở đây, mày lo ở đây. Ui, đù, thằng này nhìn có vẻ biết chơi đấy anh em ạ. Đù. Trời ơi. Trời, nào ra đây. Úi ôi. Ui mà nó bắn nó ảo chứ hả? Má còn trong quân đoàn IM4 nên chứ vãi đạn thật á. Thằng này nó bắn BC ảo vãi trưởng luôn anh em, còn thao tác tay nhanh nữa chứ. Má trận này có khi nào tôi thua thằng này không trời? Má quýu hết rồi. Không sao đâu anh em ạ, nó mới ăn tôi được một round thôi mà, nhằm nhò gì nữa, ra đây. Má. Nó bắn cái gì vậy trời? Có khi nào trận này tôi thua 7-0 không ta? Má thua 2-0 rồi anh em ạ, trận này phải bắn chắc lại cầm lục bạc bắn luôn anh em. Má thua nữa là má mếu luôn á, một viên à, ra đây. Này thì lão á mày, trời còn lắc nữa chứ. Thế nó anh em mới ăn được một round rồi anh em à. Nhìn thằng này nó bắn như hack ấy anh em à. Mẹ ảo vãi cả trưởng, mẹ đéo làm gì hết mà nó bắn vẫn phun đỏ được anh em. Bây giờ phải bắn tư duy thôi anh em à, chứ mẹ nhảy khơ khơ lên nó bắn toàn đầu này thì sao mà chịu nổi anh em. Má phải tư duy thôi anh em ạ. Tư duy chiến thuật anh em hiểu không? Anh em hiểu không? Bình tĩnh anh em ơi, thằng này nó bắn ảo vãi cả loài ra luôn á. Ra đây thằng nhóc. Ra đây thằng nhóc. Từ úi giời. Wiu. Đi được bạn đi bạn. Ôi mẹ đi. Thằng kia nó đã bắn hay rồi, tôi còn bị khựng nữa anh em à. Cay vai. Mẹ, tao biến thành ác quỷ phi vai, tao bắn bỏ mày ăn luôn. Mày thì láo mày, ra đây thằng nhóc. Thằng nhóc, mẹ mày ăn tao 3-1 rồi, mẹ quái trưởng thật, chưa bao giờ. Mày hả mày, láo mày. Anh em nói gì đây? Đừng khen, tôi làm hoài thôi. Lớn rồi. Bốc phét ít thôi. Anh em yên tâm, lật kèo được. Cái thằng này á, mày va kê mà mày đợi ăn hàng riu á mày. Làm éo gì có chuyện đó được đâu anh em. Hôm nay tôi sẽ phải lật kèo bằng được nha anh em. Thằng này á, má nó hack anh em à. Mẹ nó bắn kiểu gì vậy trời, vãi cả trường. Ra đạn là vào đầu chịu ơi. A few moments later. Thằng này nó phá kè tôi mà nó bắn ảo chứ gì trời. Mẹ. Nào ra đây bình tĩnh em ơi. Từ từ em ơi. Bình tĩnh. Trời ơi là trời ơi, má nó bắn. Mày bắn nó mày láo mày. Từ. Má bây giờ tôi cần phải lấy lại tinh thần anh em ạ. Má thằng này nó bắn ảo quá anh em ơi. Ra đây. Tao khô máu mày luôn. Một là mày chết. Hai là mày chết. Nghe mày. Láo mày. Mày đảo vãi cả trường. Cái gì cũng phải bình tĩnh anh em hiểu không? Anh em hiểu không? Thằng này á mày. Mày á mày. Từ em ơi, bình tĩnh em ơi. bình tĩnh. Mày thì bình tĩnh em mày. Mày láo mày. 4 đều anh em ơi. Trời ơi. Má tôi lật kèo được 4 đều anh em ơi. Trời ơi, thằng này nó bắn như hắc luôn. Trời ơi. Mày ra đây. Anh em mình song sát một phát nào. Nào chú em. Ra đây. Anh đang có cảm giác tay nha. Giờ anh không sợ bố con thằng nào hết nghe không em. Anh đang có cảm giác tay đấy nhá. Nha.
Má, nó bắn cái gì vậy anh em? Thằng ấy nó bắn nào vai cả trưởng hắc rồi anh em ơi. Má, cẳng vai cả trưởng luôn anh em à. 4 năm rồi, trời ơi, nó ăn tôi 5 dao rồi anh em ơi. Thôi anh em à, bắn nghiêm túc thôi anh em ơi. Má, nhây nhây xíu nữa tôi thành hàng phát ke, nó thành hàng riêu luôn là méo luôn á. Mày lo đây, trời ơi trời. Má, giờ tôi bị úi với thằng này anh em ạ. Trời ơi, nó bị gì á? Ui, má, nó khinh thường tôi, nó đéo đặt keo luôn kìa anh em ạ. Mẹ vai cái trưởng. Má, 18 năm cuộc đời của tao chưa bao giờ tao bị thằng nào khinh thường như này, nghe chưa? Thằng nhóc, mày bắn đây, mày bắn đây, bắn đây. Mày khinh thường tao á mày, mẹ mày bót đây. Mày, trời ơi trời. Mày ơi, trời ơi trời, nó múa tôi đéo bắn được luôn. Bình tĩnh. Trời ơi, năm đều rồi anh em ơi. Má, trận này solo ABC căng vãi cái trưởng luôn anh em ạ. Bây giờ tôi sẽ chơi tư duy chiến thuật nha anh em. Bây giờ chúng ta phải chơi tư duy thôi. Nào bị lo ra, một lời lo ra. Ôi, một viên. Mày thì mày đầy thẳng á mày. Mày láo rồi mày. Lùi lại anh em ơi, không thằng này nó bắn ảo lắm anh em ạ. Chạy. Chạy anh em ơi, trời ơi là trời bị úiu. Nào mày lo ra. Lo ra mày. Mày lão mày. Chạy tiếp. Nào. Mẹ mà tao không có giỡn mặt với mày nghe mày. 6 năm rồi anh em ơi, thằng bên kia chắc giờ nó cay lắm đấy. Mà cay thì làm gì được ai. Mày bắn PC mà. Trời ơi là trời. Mà tôi bắn cho BC căng vãi đạn luôn anh em ạ. Chắc là từ giờ tôi không dám solo với BC nữa quá anh em ơi. Solo với BC chúng ta phải chơi tư duy chiến thuật, em hiểu không? Anh em hiểu không? Mà anh em có công nhận với tôi không? Là thằng này nó có chỉnh anh em ạ. Mà nó bắn kinh vãi cả trưởng luôn anh em thấy mấy cái pha mà tôi bắn full đỏ mà nó bụp tôi lại một viên chết ngắc không anh em? Mà cơ bản là chắc là tôi đang tạo phòng mũ 2. Thằng bên kia nó tạo phòng mũ 2, tôi bắn nó một viên đầu là nó còn tầm khoảng 50 máu. Nhưng mà nó có hai da tôi thất tỉnh là nó bụp tôi một viên là tôi chết. Mà một viên. Mày láo mày. Mày ra đây. Trời ơi má. Bình tĩnh nào em, sao em cục xúc vãi cả liền vậy em? Trời ơi là trời. Mày cục xúc với ai? Hả? Ra đây trả kèo đi em ơi, ra đây trả kèo cho anh đi em ơi. Alo. Giờ ai là hàng phát kẹ, ai là hàng riêu ta? Trả kèo đi em. Mê. Tao là con boss, tao là phát kẹ, ok uy tín nha. Ok uy tín, leo leo kẹ.